Đó, gì nữa hả? Đây, đây, đây. Chắc quá bèo quá. Ở chân anh nữa. Trời quá im. Đây, con chân ngạch nữa nha cả nhà. Đó. Chết mày. Chết mày. Lấy, nó có mắt đẹp. Kệ nó thả vô bờ ra. Chào cả nhà nha. Tiếp tục anh em mình lại đi săn này cho nhà ơi. Đây. Tiếp tục vẫn là con đắc mod của bạn Máy Sinh Tùng nha. Đây, mới xuống tới bãi nha cả nhà. Bãi này lâu lắm rồi không ghé bãi này. Xuống bãi này kiếm cò. Bãi này gà nước chắc cũng không có. Ê, bãi này nhưng đợt có gà nước không ta? Cả như là cái này không không thấy đồ, tôi tưởng nó linh liền, tôi chờ ra ngoài chờ buổi giờ này sao còn nắng dữ ta, mấy rồi á, để cho tối tối nó quịt liền. Ê, đi lại gần cây tàm á, đi xuống luôn cùng cái bạch thịnh núi xanh này còn nhiều lắm, đi gần gần vô bên lúa con có tóc lên ăn luôn. Thịnh núi xanh này đẹp nín dữ lắm, lắm mà lên gần gần không dễ ăn. Này mình lội vòng vòng ở đây thôi chứ đâu dám lội vô mấy anh kia. Nó bay vô trong nhà đứng mũi gà chết. Lại tập. Ờ phải xuống. Ờ cái loài này chắc cỏ đúng lắm. Vô ăn tiếng loài đây. Nó cỏ lên thì ngon. Chưa thấy con mồi nào lên đó rồi. Ủa? Chắc. Lấy không? Chắc chết rồi á. Đâu có không? Có lẽ hay gì ta? Hả? Không. Anh nói ở trong đây không? Ê nè 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 nè. Ngay bụi dưới nè. Cạn. Cạn nhất à. Nè thấy không? Đâu? Con bước xuống rồi, chứ anh đâu có thấy đâu sao anh xuống, xuống đạp ở cây dưới chứ. Cạn không? Cạn. Cái đè mà. Cạn nhát nào không ư? Quất cò lép rồi. Không biết bắt được khôn nữa chứ. Ờ à, được nè nè, ôm cò lép trắng trắng tác nè. Bắt nhiều không đi, đây đi ra luôn văng văng đâu. Cạn. Để cái dưới nó đâm nhỏ không? Lẹ để ra dưới đâm nó. Để con thử con sâu không. Sợ đâm nó mà không sợ em. Cái tôi biết coi gì đâu không? Cái điện thoại em đưa anh rồi phải không? Ừ. Tụng xuống đỡ chim lên nha cái nè. Đỡ càng nhắc mình sao. Càng con khỉ á nè. Này chắc nó mút thêm hay sao. Rồi lúng cái tay cổ luôn anh thôi. Ủa đây sâu lắm. Sâu không? Đỡ ra càng sâu. Đâu đi lại tới đó, tới con chim rồi. Không, không ơi. Để tao đi vô ngay tao đó coi. Tới bụi dưa là nó phải cạn hơn chứ sao sao. Sâu hơn chứ cạn hơn, chứ sợ á. Nè, chết tim rồi. Cổ quá, có đẻ không luôn. Đẻ đến đâu mà. Đó, vô tới đó, tới gì mẹ. Đưa găng nó phóng lên không? Chứ anh không có bột gì đó, lội gì đó, đường cây dưới cắt cái giò tao cũng đi vậy.
Ờ. Mấy chú ăn con đầu nghe chắc giả dữ ơi. Con đầu chắc giả này, con lép nữa chứ. Thì dí con lép nghe la tiếng con lép này. Con lép chứ con lửa không hả? Mấy hàng mình bác này dễ gì con lửa. Em có lép đầu tiên nha cái nè. Vòng ra đi thẳng qua đây luôn. Lôi em lên luôn đi. Ừ, đây lôi cái sâu là hay gì? Cái sâu đâu. Rụng lúa mà cái sâu ông điên. Đây có lép đầu tiên nha cái nè. Nay đợt cũng cạn thấy đắt nữa mà. Này chắc lúng. Nó làm trống nó bỏ chứ. Cái này có lép đầu tiên. Lép đầu tiên như cái này. Đó. Này khỏe luôn, khỏe luôn. Đây, mới sống giờ chiến binh cái găng máy. Găng sắp tỉnh hả? Nó lông đi em ơi. Nó lông đi bạn ơi. Nó xảy rồi chứ, vướng cái cây là rồi. Không, dính dí thì anh còn lép lao lát quát là anh nghỉ chết rồi. Vướng xong rồi mới la, vướng theo. Đồ đem lên nó ôm cái đầu mất tiêu đầu. Cái gì? Nó ôm cái đầu lép nó mất tiêu rồi. Rồi, để cho anh chim nó nhổ lông nó làm miếng gì, gỡ mồi quay con tiếp theo cho cả nhà xem nhé. Tiếp tục nha cả nhà. Ở gỡ mồi con đầu tiên. Rồi đi kiếm con thứ hai nha. Từ Tùng ơi. Anh đi với Tùng ơi xong đây ra dứa không Tùng ơi. Ê Tùng Tùng con lép đi Tùng. Đi bật con đó thôi. Hả? Thì có mà. Chúng con thứ hai nha các em. Nói chung làm em mà bắt cái khoa nó khuất quá chứ không thấy. Chui vô trong lầm mắt. Đi vào đồng trống này kiếm mấy ba bắt trên không nè. Chút đi một cái đường xịt. Rồi nhỉ. Đó. Con cò lép thứ hai. Quá im. Phải mò về gắn luôn các cô. Quay về sau lưng người tới nó chụp nó che mất tiêu rồi leo cũng ổn định nè chứ nó làm chụp không trễ quá đi trễ quá đi làm nó lên chụp nữa đây từ từ đến nghe mình lên đây con có lép thứ hai nghe nè rồi lên chụp rồi chưa rồi rồi. Đây, còn có lẽ tiếng Anh nha. Chút queo luôn rồi. Ừ, bóp cái đi luôn. Để gỡ mồi đoạn cái quay cho cả nhà xem nha. Trời ơi, con lửa chết rồi. Chết, 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 chết. Con lửa căng điên. Đây, tiếp tục kiếm con thứ ba nha cả nhà. Mở gỡ con thứ hai rồi xong nha. Đi, lên đường. Để tối à. Rồi mới xuống con chút xíu nhiều. Đi xì xì nó không à. Đu cao này nín chứ. Ăn cò đỏ nãy nè. Cò đỏ nãy đáp đâu ta. Nè bước xuống đi Tùng.
cống quá rồi. Thấy cái này không? Bước xuống ngay đây này tao. Bước này này. Đó, gì vậy? Thấy con gì kìa? Chết. Chết không? Chết không hay chui rồi? Cái gì vậy? Ai biết? Chết chui rồi á. Chết rồi chết. Chết không? Bèo quá. Bèo. Ừ. Thôi. Con thứ ba nè cả nhà. Một em bắt bèo. Đỡ mồi đừng cái quay tiếp cả nhà xem nha. Bây giờ muốn mưa nữa cả nhà, chuyện đen hết đó rồi. Mới ra bắt ba con. Tại chỉ nên lùi. Lên đường kiếm con thứ tư. Em cũng ổn chứ, ra đi đi khúc làm con, đi đi khúc làm con mà. Cái đi trễ quá, giờ chuyện mưa rồi cả nhà, không biết bắt được nhiều không. Tiếp tục kiếm con thứ tư thôi. Đó. Chết mày. Chết mày. Lấy nó có bắt đẹp. Cởi nó thả vô bờ à. Cởi nó thả vô bờ à. Ồ bắt quá đẹp. Còn chiên còn lớn chiếc thịt rung. Em thả nhiệm giờ chậm nhịp nữa nắm chỉ. Trời mày còn níu cho dây nó lại nữa. Em thứ tư. Một con còn lửa. Tụi mình dí theo hướng gió anh hay sao ba ghê vậy? Đâu có. Chiếc theo á. Giờ cái đầu cũng trống vậy cũng dễ xíu nha. Đấy em còn lửa thứ tư. Em lửa thứ tư nha các bạn. Quá hiệp. Em thứ tư. Lửa giặt phụ. Ở đi chơi xong. Để đưa cái đùi nữa. Đưa cái đùi vô nữa. Đùi tươi nha con. Thịt tươi ạ. À. Tươi không? Tươi lắm. Lấy gì rút ra luôn. Ừ, ngồi mà. Còn máu nè. Không phải một phật ke đâu nha. Đó. Nhìn ra mày. Đợm thôi. Rồi quay qua dưới ngồi lửa nha. Chết luôn mà. Sống thấy. Còn lửa thứ tư nha cả nhà. Cũng ngẫm củ tỏi. Cũng có đồ xong. Đây gửi mồi đổi rồi xong cái mình quay tiếp nha. Rồi, tiếp tục kiếm con thứ năm. Lên đường kiếm em thứ năm chứ để mưa tới trời tối rồi. Không, trời này không mưa đâu. Gió lên vậy chứ không mưa. Thổi mày đen đi hết rồi. Trong trong trời nữa nữa. Con cái trời trời tối. À, đạp lượng dí bắt đẹp quá. Đó, nó thấy gì rồi nè. Cúm núm hay gì tổng ơi, cúm núm, cúm núm. Ê, chàng ngách. Con bắt, con bắt. Dí theo, được không? Ai cũng chọc dưới này. Mưa dí hả? Đó con, còn lửa nín nãy giờ đó. Để ăn chàng ngách ngon hơn. Còn biết bắt được không đây? Còn anh thấy chàng ngách chạy nha. Chụp tận, đứng tận. Chắc chết rồi chứ đường đâu sống. Quá chàng ngách. Thì chàng ngách mà. Đúng, quá ngách con. Đây, ngoài kia. Đây, chàng ngập cái này. Ngập đi lẹ 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 lẹ. Mày ngập con, mày ngập tới đi chứ. Con chàng ngập thứ 5. Không tình kiếm nãy giờ, con hồi thứ 5 cũng đã vào danh sách. Ừ. Chập đi nữa đâu. Chập đi nữa đâu. Chết rồi.
Vậy mà cũng ủi được con nhằn nhạch ha. Hết thèm cái đùi luôn hả? Hết thèm cái đùi luôn hả? Này con nhằn nhạch không phải. Đọc đậy là nó nhít nữa. Còn hả ngưng thôi. Con thứ 5 càng nhạch nha cả nhà. Quá im rồi. Cũng được 5 con rồi. Cái này chắc kiếm chừng con nữa hết rồi quá tung. Hả? Này đừng con nữa, tối. Bây giờ mồi đi mồi tiếp cả nhà xem nha. Tiếp tục cả nhà ơi. Lên đâu? 5 con rồi nha. Rồi kiếm con thứ 6 nha. Gọi đâu nữa hả? Còn gì nữa lội. Vậy bắn xuống đây. Đi đây nãy giờ chưa nè. Năm em kiếm em hả? Đi vòng đây đi quá. Năm em chuẩn bị kiếm em thứ 6 đưa vào danh sách. Mày nếu không phải lửa một cái tuy thằng nó là xe anh không còn giết nào có chết. Rồi xe anh khóa cổ không còn. Bắn chai. Vậy chứ bỏ anh giết xe đi. Tới giết trên sau rồi, tới giết thằng xe nhưng mà không chịu. Lấy cái phá mông ghê. Đó, gì nữa hả? Đây, đây, đây. Chắc quốc bèo quá. Ở trên anh nữa. Đó, trời ơi, quá im. Đây, con chân ngạch nữa nha cái nè. Khá là một ghê chứ. Đó, gì nữa hả? Đây, đây, đây. Chắc bắt bèo quá. Ở chân ngạch nữa. Trời quá im. Đây, con chân ngạch nữa nha cái nè. Trời ơi, đâu thơm chứ đi. Nên tương chân ngạch mà rồi. Lên. Dạ hả? Dạ hả Tơn? Tơn. Con này chắc chung con nãy quá. Em đâu hả? Khỏi đem, tự tha lên luôn, khỏi đem. Đây. Em chằn nghịch thứ 6. Vậy mà vậy có thể làm được con thứ 7 á. Không phải giỡn đâu. Còn cũng còn loại được con thứ 7 á. Rồi hai chằn nghịch cũng ngon chứ. Rồi đến quay cái tầng. Đây. Con chằn nghịch thứ 6 nha cả nhà. Im ghê chưa? Con này già chứ tớ gì đầu đó chát nói gì Tùng. Trời. Khùng hả? Con em thui. Con thứ 6 luôn. Đó, để Tùng đổi nha, mồi đi quay tiếp cho cả nhà xem nha. Gì đó? Có phải ăn không có thôi. Tôi thấy đám mây này là thấy rung rồi. Đen sao đâu mà đang thui đó. Tùng chút ghé nha anh nè. Phải xuống mồi được chứ. Ấy con gì mới chạy xuống đứng nè. Hả? Xuống mồi trước đường đó hả? Ở mấy dây xuống đường nè. Nay tao thui rồi. Nay tao thui rồi chứ anh luôn á. Hả? Thì ra anh có gì mưa đục mưa chứ. Anh nói đường không có chết. Bạn nãy ra em, bạn nãy ra em. Đấy, em thứ 7 nằm đây chứ đâu. Rồi, khu ra có miếng nước ở đó, em thứ 7 nằm đây. Chua, rồi, chuyển ghê quá. Về tới nhà nha cả nhà. Mới về tới nhà cái chát. Trời nè. Về tới nhà là đúng mưa luôn á, có thui luôn à. Đây giờ anh em mình sâu mồi nha cả nhà.
Thôi móc ra đi Tùng, xong để anh chim đứng ở trên đây đấy. Nó đi móc ra cho dễ chứ để có con chằn nghịch sống móc chạy bắt tiêu cái sông luôn. Rồi chiến binh đắt mốt này nè. Rồi, xuống rồi. Móc ra bỏ dưới đất này luôn. Đây, em có lép đầu tiên. Bị con đất nó chẻ cánh chẻ đấy. Rồi chẻ sạch rồi đó cả nhà. Đây, con chằn nghịch thứ hai. Đây đây cầm cho nghịch. Nghịch thứ hai nha cả nhà. Nghịch bự nha. Mập lúc. Bỏ đất luôn đi. Đây con cầu lép thứ ba. Con cầu lửa thứ tư. Còn hai con nữa không? Con chằn nghịch thứ năm. Được ta làm hai con chằn nghịch cũng ngon nha cả nhà. Nó im nha. Đây con mắc bèo thứ sáu. Đây slow motion nha. Đây. Con cầu lép đầu tiên nó lẫm hết rồi nha. Còn có cái mình không à, đầu cổ cánh gì chân nó làm hết rồi. Đây được em chằn nghịch nha, quá đẹp luôn. Đây cho anh em xem clip thấy hay cho xin một like nha, lượt đăng ký để lại một bình luận góp ý cho anh em mình ra clip hay hơn nha cả nhà. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà đã xem clip nha, anh em mình kết thúc luôn nha.